Ba tiền đây, xin mời các anh. Em kêu là cưỡng chế luôn nha. Ba chàng trai và ba cô gái đề nghị kiếm gái cho nên cái trai không là tiền lắm. Kiếm chị nữ là xinh xinh lên giùm em, chết tại được rửa không à? Rồi, dạ, hai chị. Chơi luôn, cô dâu chơi luôn mà. Cô dâu chú rể có chơi cái gì vậy? Rồi rồi, sức thách nguyên cái mặt vương cái gì đó, cái ghế vương quyền cơ luôn. Rồi, đó coi. Hai anh đem bả lên cúng với lão rồi. Đem nguyên con luôn, đem nguyên túi luôn nè. Phụ tùng này cũng không thiếu gì luôn. Dạ, chị giữ cái ghế nha, chị ở lại cho em nha. Đã lên đây là không có về lại. Em ơi. Rồi. Em cần một người làm tình nguyện viên giúp em được không ạ? Em cần người nào tỉnh táo nhất? Tỉnh táo nhất nha. Anh Tim Hợp. Anh Tim Hợp. Anh Tim Hợp. Dạ, tỉnh táo nhất nha. Anh này mong kính đeo bà Tiên nhé. Anh nghe nói cái chủ gì làm tình. Dạ, em cần làm tình nguyện viên cho em đó mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xin mời hai anh chúng ta cầm cái dây khoảng chừng 2 mét. Xin phép em lên đây giúp anh. Xin mời các ứng cử viên chúng ta di chuyển về hướng này của sân khấu giúp em ạ. Xin mời các ứng cử viên mình di chuyển qua hướng bên này của sân khấu. Tôi thấy trước là cái bà cô dâu có đi rồi, chậm rất là xong luôn á. Dặm cái là không còn gì luôn. Dài mình đứng hướng này giùm em nè. Cắn lại. Cắn gì? Rồi đồ bò cắn lại. Cắn lại. Đứng như thế này. Rồi ok. Mà mình đứng hướng này đi. Dạ mình đứng hướng này đi. Dạ. Rồi. Tại vì có một số người mang những cái trang phục rất là đặc biệt. Mình không thể nào mình đi hướng mà xỉa về khán giả được. Không hết đại kia đó được. À xin phép chúng ta đây có bao giờ biết trò chơi Limbo Dance gì ạ? Chưa biết đúng không? Rồi xin mời bên dàn mình tách tách ra để cho MC biểu diễn chút xíu coi. Dài. Dài cho cái mức dịch vừa thôi, tao trả lương cho mày. Ok, alright, rồi ok. Bây giờ hai người bằng nhau nha, không thay đổi. Alright, limo đen là chúng ta sử dụng cái phần cơ bụng, cơ ngực, cơ đùi, nói chung cơ toàn thân. Để mình lướt qua chỗ này. Ông nào, nói chung chị nào mà địa hình nhấp nhô, anh nào có bụng bự hơn cái đầu là dễ dính lắm. Không, anh không chơi, anh giữ dây mà. Thử thôi nha, chơi dương nhạc, đem qua cho xung quanh đây. Rồi, chúng ta không chơi. Ok, cảm ơn anh. Như vậy có nghĩa là chúng ta khi đi qua mình không có được kiểu vậy nè, không kiên trở dày nha, mình cũng không có được mà kiểu như vậy nè, không được vậy nghe không? Rồi, dạ. Rồi xin mời mức đầu tiên ở ngực đi anh. Cái địa điểm của ngực của hai người khác nhau quá. Rồi anh trên đây nè, rồi tất em cái cổ luôn này. Xin mời cô dâu chú rể mình làm mình chào sân cái đi. Rồi. Ai tính dịch cái váy bãi cái.